đã quyết định mua hàng mặc dù người ta đi nói gì hết, tự quyết định luôn. Ví dụ người ta đang nói coi chị bé này đang cần kiếm tiền chị nè, là mình hốt đi đi như là như tiền luôn, có nghĩa là người ta chậm quá mình làm nhanh hơn thôi. Quá khứ, hiện tại và tương lai, ký thế nào bao nhiêu vân, đó là những câu hỏi liên quan tới cách gì em chỉ có nghe em thái độ tốt.